Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Câu hát tương trường như được cất lên ở Việt Nam. Nhưng không, đó chính xác là miêu tả bức tranh toàn cảnh giữa Lionel Messi và các cổ động viên của Paris Saint-Germain thời gian gần đây. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. PSG phơi áo trước Real ngay trên sân nhà đầy cay đắng. Và còn gì đau đớn hơn khi những người chỉ mấy tháng trước thôi còn đăng những dòng tweet chúc mừng đội tuyển Argentina vô địch thế giới và chào đón Leo Messi như một người hùng trở lại Paris. Thì giờ đây, họ đã hoàn toàn quay lưng lại với Ampunga, kèm theo đó là những tiếng la ó, chửi rủa, những lời miệt thị nặng nề nhất. Một khi tình cảm đã nhạt phai, niềm vui cũng đã vụt tắt, thì liệu thời điểm này có phải là lúc thích hợp để Messi rời khỏi kinh đô ánh sáng? Một điều không thể chối cãi, đó là Lionel Messi có một ngày thi đấu vô cùng đáng quên. Đội chủ nhà PSG dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng lại bất ngờ để câu lạc bộ chỉ xếp hạng 5 đánh bại. Thậm chí nỗi đau này như được tăng lên gấp bội khi hàng công vài trăm triệu euro của PSG lại không một lần tìm thấy mảnh lưới của đối phương. Và tất nhiên, người bị đưa ra làm bia đỡ đạn cho sự chỉ trích không ai khác ngoài nhà vô địch thế giới của chúng ta. Màn trình diễn của Messi chắc chắn không thể xứng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2022 mà anh vừa giành được cách đây không lâu. Những ngày gần đây, truyền thông khắp châu Âu loan tin Lionel Messi đã liên tục vắng mặt trong các buổi tập chuẩn bị trước trận đấu với Gen. Cho đến thời điểm này, ngay cả khi trận đấu giữa hai bên đã kết thúc, thì nguyên nhân số 30 bỏ tập vẫn còn là một dấu hỏi lớn với người hâm mộ trên toàn thế giới. Theo trang tin 90 phút, Messi đã gặp phải một vấn đề về đầu gối và bắp chân trong thời gian qua. Tuy nhiên, báo chí đôi khi cũng không chỉ ra được vấn đề mà chỉ giỏi che giấu sự thật. Nguyên nhân mà Messi không tham gia tập luyện cùng các đồng đội hóa ra đây là câu chuyện diễn ra bên ngoài sân. Theo giới truyền thông Qatar, lý do Messi vắng mặt ở các buổi tập của PSG là do anh đang đi dự sự kiện tại Doha. Sau những lùm xùm không đầu không đuôi này, cá nhân Messi đã phải một mình đối mặt với tấn áp lực khủng khiếp tại công viên các hoàng tử. Đúng như những gì giới chuyên môn dự đoán, hàng vạn người hâm mộ của PSG đã tổ chức một cuộc biểu tình nhắm thẳng vào Messi. Đội bóng của chủ tịch Al Khelaifi hai tuần trước đã bị đại diện của Đức là Bayern Munich loại khỏi vòng 16 đội Champions League một cách tâm phục khẩu phục. Như một thói quen, các cổ động viên của PSG phải tìm một cái tên nào đó chịu trách nhiệm cho thất bại này. Khi mà Neymar không đá trận lượt về, thì Messi trở thành hạt giống số 1 cho vị trí đứng mũi chịu sào. Và thất bại trước Gen, nó đến như một sự đánh dấu cho cuộc phản bội đã được bắt đầu. 90 phút tại công viên các hoàng tử, như một mồi lửa thôi bùng lên nỗi căm phẫn được áp ủ từ lâu của những người hâm mộ Le Parisien. Đáng nói ở chỗ, thất bại ở Champions League trước Bayern Munich không chỉ có một mình Messi góp mặt, mà trên sân ngày hôm đó cũng còn Kylian Mbappe. Vậy thì tại sao Mbappe lại không phải nhận chỉ trích? Câu trả lời hóa ra lại nằm đúng ở hai chữ cực kỳ đơn giản thôi, đó là tương lai. Sẽ không quá khi nói, tương lai của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022 lại bị đảo chiều sau trận thua trước Gen. Cầu thủ viên của PSG phải chọn lấy Messi hoặc Mbappe để chỉ trích. Và không ngoài dự đoán, một người bị coi là đã bước qua thời kỳ đỉnh cao và đang ở sườn dốc sự nghiệp như Messi bị đem ra làm vật tế thần là điều hiển nhiên. Logic còn cho rằng, chính bản thân Ampunga từ lâu đã luôn đưa ra những điều kiện khó với ban lãnh đạo của PSG. Những yêu sách đó đơn giản là chỉ tăng cường lực lượng để đảm bảo khả năng cạnh tranh chức vô địch Champions League mùa tới. Mặc dù các cổ động viên vẫn luôn tỏ ra thích thú với những bom tấn mới đến, nhưng lần này, họ quyết định chơi lớn, thực hiện một điều khác đi để thử lần đầu làm Messi phải thất vọng với người hâm mộ. Ngược lại với Messi, thì Mbappe từ xưa đến nay vẫn luôn là niềm tự hào của cả nước Pháp. Một viên ngọc quý thực sự mà kinh đô ánh sáng đang sở hữu và nuôi dưỡng. 18 tuổi, đã làm mưa làm gió tại cầu trường Champions League trong màu áo của Monaco. Một năm sau, trở thành cầu thủ tuổi teen trẻ nhất lịch sử vô địch World Cup. Không có lý do gì mà tương lai của Mbappe lại bị đánh giá thấp hơn Messi ở thời điểm hiện tại được. Bởi vậy mà xuyên suốt bao nhiêu mùa chuyển nhượng qua, đội bóng nhà giàu thủ đô nước Pháp vẫn luôn quyết tâm giữ bằng được tiền đạo sinh năm 98 ở lại công viên các hoàng tử, bất chấp Mbappe cứ nặng nặng đòi chuyển đến Real Madrid. Rõ ràng, PSG chiêu mộ Lionel Messi năm 2021 là để phục vụ cho mục tiêu lớn nhất trong lịch sử của họ, Champions League. Nhưng sau hai lần thất bại liên tiếp và bị loại ngay từ vòng đấu dành cho 16 đội, PSG và các cổ động viên của họ đã phải lộ rõ bản mặt thật. Các cổ động viên tại PSG giờ đây đã bắt đầu xem Messi không còn là người nhà. Họ đã coi anh là kẻ thù rồi.
Messi từng góp mặt trong đội hình của Barcelona, ngược dòng số 1 kinh điển để loại PSG khỏi Champions League mùa 2016-2017. Messi mới đây cũng đã cướp đi cơ hội bảo vệ thành công chiếc cúp vàng World Cup của người Pháp. Chính vì những điều này mà mọi niềm hy vọng lớn nhỏ khác nhau đặt vào Messi đã vỡ tan thành từng mảnh. Những người Pháp quay trở lại với thái độ chán ghét Messi, và họ còn cho rằng những gì mà anh đã đóng góp cho câu lạc bộ này chỉ là con số 0. Lionel Messi đang bị dồn vào thế đường cùng. Vâng, đó là dòng tin được báo quốc tế đưa tin. Messi vẫn luôn mang đến đội tuyển Argentina sự hiện diện tuyệt vời của mình. Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều đôi chân siêu tango để cùng nhau họ có một điều nhảy cuối cùng, đưa người Argentina vô địch thế giới lần thứ 3. Chỉ tiếc là điều kỳ diệu đó lại không thể nào xảy ra khi Messi trở lại PSG. PSG không thể vô địch Champions League, và như một lẽ hiển nhiên, Messi lại phải đối mặt với những cáo buộc không rõ ràng về việc cống hiến hết mình cho những nỗ lực ở cấp câu lạc bộ. Tôi có cảm giác như là cậu ấy không hề cố gắng vì PSG vậy. Tại World Cup 2022, Messi thi đấu nỗ lực cực kỳ khi khoác áo Argentina. Tuy nhiên, những màn trình diễn hàng tuần của Messi tại câu lạc bộ hoàn toàn trái ngược. Anh ấy đã không cho người khác thấy được sự tôn trọng của mình dành cho câu lạc bộ chủ quản. Trích lời của Jerome Rothen, một cựu cầu thủ đã từng có đến 180 lần ra sân cho PSG trong giai đoạn từ 2004 đến 2009. Sau tất cả, ai cũng biết chủ tịch Al Khelaifi và các cổ động viên đội bóng của ông đều là những người khó tính. Điều mà họ luôn giữ kín trong tim là một ngày nào đó sẽ được ăn mừng, diễu hành trên khắp các con phố Paris với chiếc cúp ta vo đặc trưng của Champions League. Tiền với PSG chắc chắn không phải vấn đề gì quá lớn lao. Chính vì vậy mà dù cho đó có là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, nếu như không mang được Champions League về công việc các hoàng tử, thì tương lai cứ xác định là sẽ ra đi trong mùa hè này.